Sunshine à? Sunshine hướng này. Tên khốn này. Tôi không sai, là tại cô ta. Hiện trường vụ án, bên trong tủ, tin nhắn cuối cùng. Tôi không nhận tội. Tôi không sai. Hắn ngoan cố quá sức. Tôi sẽ khiến anh phải nhận tội. Hai người yêu nhau cũng được 3 năm, tình cảm rất mặn nồng. Dạo gần đây anh cảm thấy Thu bắt đầu lạnh nhạt với mình, thi thoảng còn nhắn tin với ai đó. Đến một ngày, em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Đừng, anh rất yêu em mà. Chia tay đi. Em sẽ mãi ở cạnh anh. Trái tim em vẫn còn ấm trên tay tôi này. Đôi mắt em, anh sẽ giữ mãi. Sau đó, anh cất tất cả vào tủ lạnh. Tất cả tại cô ta. Chiếc điện thoại của nạn nhân có một tin nhắn chưa kịp gửi cả tháng tư vui vẻ. Đó có thật không sát? Không, đây là cách duy nhất để khiến một tên sát nhân thấy hối hận.